xem xem là nó có gì nào cái này khá là nổi đó rồi nào 50 phần drama này tức là kiểu 50 phần những cái chuyện mà nó có nhiều biến đúng không chúng ta hay gọi là biến cái biến 50 phần của bà Risa Tessa, đấy, về her marriage về cái hôn nhân của người ta đấy. người ta à một cái chuyện mà bà ấy nói rằng đã được xây dựng trên những lời nói dối và những lời nói dối về thế chấp nhà ở này, rồi là những cái sự chi trả về ô tô và một cái Bad knee, một cái đầu gối mà nó kiểu như uh, uh, yếu đó. ông đấy ông bị yếu đầu gối, ông ấy không còn đi được nữa. Is made for TikTok's middle-aged users. nào, cái series đấy, cái biến đó nó được tạo ra để dành cho những cái người sử dụng TikTok mà nó là trung niên. mấy đây đang hot à? Ừ, biết mà đúng không nó chính là cái phương pháp luyện nghe listening tiếng anh còn gì nữa nghe bà này kể chuyện thôi không thấy quấn rồi nào chúng ta thử xem xem là báo nhá báo nâng cao nó viết cái khỉ gì về cái bài này nhá ok who the f did i mary the tiktok user cái người sử dụng tiktok này uh, tài khoản của reese tessa đấy, of her relationship with her ex husband uh, the ex husband về cái mối quan hệ của bà ta với lại chồng cũ của mình là một câu chuyện dành cho grown ups, dành cho những người trưởng thành. Đấy. Theo cái quá trình 50 video của bà ta trong một cái monologue trong một cái um, cuộc độc thoại mà nó đạt đến cảnh giới đó là 6 tiếng. Đấy, thì research này theo Ui, dịch mấy từ này hơi khó đấy. research nhá cái bà ta đã ăn spool cái này nó là một cái quận chỉ và nếu mà ăn spool tức là kiểu gỡ chỉ ra gỡ dối ra đó, gỡ dối cái gì cái web cái web chính là một cái mạng lưới đấy, nó có thể là kiểu mạng nhện đó vậy thì đây nó là gỡ dối cái câu chuyện của ông chồng cũ đấy of uh, purported lies về những lời nói dối được, uh, được 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 purport tức là được tuyên bố ra bởi ông chồng ừ. Ok nhé, đoạn từ khó rồi Còn method Từ từ Methodically ấy, tức là kiểu theo cái method Theo tính mang phương pháp Đúng không? Tức là bà ấy gọi là có một cái phương pháp nhất định ấy Trong cái cách kể chuyện của bà ấy Nhá, Và đấy, bà ấy gỡ dối Cái mạng lưới, được chưa? Có thể hiểu là bà ấy gỡ dối cái mạng lưới của ông chồng Về những cái lời nói dối được tuyên bố ra Rồi, she gives him the code name Legion Ô tưởng Legion chính là cái tên thật của ông ấy chứ nhỉ? Đấy bà ta này đưa ra cho ông ấy một cái tên nặc danh đó là Legion. Code, mật mã mà đúng không? Tên được uh, mật danh. Legion, she says. Legion này bà ấy nói rằng là đó đã tuyên bố là có một cái công việc quản lý ở một cái condiment company, một công ty sản xuất gia vị. Ờ. Uh, nào chúng ta có từ manager quản lý và managerial nhé Mang tính quản lý thôi chưa Mang tính quản lý Condiment ấy, thì nó Đó là những cái gia vị giống kiểu tương ớt Xong rồi là xì dầu ấy, Thường nó là dạng nước Dạng chất lỏng Còn nếu mà spice thì nó sẽ là dạng bột Đó ok Một cái công ty gia vị à Rồi well stocked savings account Có những cái tài khoản ngân hàng tiết kiệm Nó rất là nhiều đúng không? dư giả. Đấy và đồng thời đó là approval cái sự chấp thuận để mà mua một cái công một cái xe của công ty. Ông à, ok, cái ông Legion này ông nói dối như thế à? Well stocked tức là được stocked rất là nhiều, được tích lũy, được tích trữ rất là nhiều. Còn savings account những tài khoản tiết kiệm. The approval thì nó là cái sự chấp thuận nhé để mà mua một cái xe công ty. He promised her a new house ông ta đã hứa với bà ấy một cái ngôi nhà mới, rồi là những cái trang thiết bị ở trong bếp, lò rồi là bếp rồi là là, là, là tủ lạnh mới, đấy, một cái chuyến đi ra nước ngoài. Appliance thực tế ra nó phải là đồ ở trong bếp nhé, đấy, ví dụ tủ lạnh xong rồi là lò lò nướng, lò um, uh, cái gì nhỉ, máy máy xay sinh tố, ấy. tất tật tật như thứ đấy. Chứ còn bạn nào mà bảo appliance là tivi thì nó không hợp lý đâu nhé yeah. đấy nó không hợp lý đâu appliance nó phải là đồ trong bếp rồi in the end cuối cùng thì bà ấy nói rằng là không ui hay hay mẹ paraphrase hay không nào không trong số những cái tiện nghi uh, tiện nghi hơi khó dịch từ này bởi vì comfort đó là những cái thứ gì mà nó mang tính chất thoải mái đúng không những cái tiện nghi nhưng mà suburban đó, thì tức là nó mang suburb là ngoại ô suburban tức là thuộc về ngoại ô hoặc là nó nói đến kiểu như cái môi trường trong nhà đấy có thể coi là household comforts, đó những cái tiện nghi ở trong nhà materialized, tức là nó xuất hiện. Đấy, sau cùng bài nói rằng là không trong số những những cái tiện nghi trong nhà này nó xuất hiện cả. Web, à? web đó là the New York Times báo. Materialize đó là kiểu nó hiện ra nhé, xuất hiện ra bởi vì material đó là vật chất và đây kiểu như nó hiện ra comfort dùng dạng danh từ tức là những sự thoải mái những tiện nghi ok nào những chi tiết của hôn nhân của bà risa này thì nó rất là bizarre and outrageous nó rất là lạ lùng bất thường và nó lại gây phẫn nộ Đấy ờ uh... ôi nhưng mà cái cộng đồng theo dõi cuốn truyện này không 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 cái consumer landscape à Toàn là ẩn dụ đúng không Landscape ở đây là phong cảnh Nhưng mà bình thường ấy Cái landscape nó còn có thể là kiểu như là cái môi trường nữa Đấy, Cái môi trường Người tiêu dùng Consumer nó có thể là kiểu như là Những người mà theo dõi Những nội dung ở trên mạng nữa Bởi vì chúng ta consume media mà đúng không Vậy thì đây Ý của nó là cái môi trường Người theo dõi chỉ có thể dịch kiểu đại khái như thế thôi chứ còn nghĩa ẩn dụ của nó cao lắm khó lắm đúng không rồi cái cái đối tượng nó hướng đến nhá thì nó rất quen thuộc it's an account of midlife nó thực tế ra là một cái sự tường thuật về cuộc sống trung niên right it's make, từ từ it's markers of success này cái um... Toàn là những thứ khó đấy. Mình đọc thì mình hiểu luôn đấy Nhưng mà giải nghĩa nó ra cho các bạn thì hơi khó Bởi vì landscape ấy, C2 của nó là cái môi trường cơ Được không Ví dụ ấy, nó có thể coi như là Một cái political landscape à, Tức là cái giới chính trị Giới chính trị right. Rồi nào Những cái markers of success Những cái dấu ấn về thành công này Của cuộc sống trung niên rồi tiếp theo đó là những cái sự hoang tưởng, ảo tưởng về cuộc sống trung niên Mà nó đã set in, tức là kiểu nó đã đọng lại Nó đã cởi thấm nhuần vào đầu óc của chúng ta khi mà uh, Chúng nó thực tế ra là không xuất hiện, nó không đến với chúng ta Đấy, Có thể hiểu là như thế, nào, đây nhá, cái disillusionment đó, Khi mà chúng ta bị disillusion, tức là bị vỡ mộng Và đây là những sự vỡ mộng Đấy còn mark tức là đánh dấu vậy thì đây là những cái dấu ấn đúng không của sự thành công này và những sự vỡ mộng này. Đấy. Khi mà không đạt được những thứ đấy thì nó set in tức là nó ngấm vào chúng ta khi mà những thứ đấy nó không đến với chúng ta. Đúng. Có lẽ đây là cái bộ phim bom tấn đầu tiên của cái thời uh, của cái gọi là cái kỷ nguyên về cuộc sống trung niên ở trên TikTok. Right. Từ từ nếu mà các bạn bảo là disillusion phải có ED nữa nhá Khi mà nó bảo rằng là tôi bị vỡ mộng Kiểu tôi không ngờ là nó như thế được chưa Disillusion right. Nào có cái này Đây nhá TikTok's middle life uh, Middle aged error Tức là cái kỷ nguyên đúng không? Cái thời đại đấy, Về cuộc sống trung niên của TikTok Còn Blockbuster chính là cái bộ phim bom tấn đấy. The opening installment alone Riêng cái clip ban đầu mở đầu của cái chuỗi series này thôi được đăng tải vào ngày Valentine thì nó đã được xem nhiều hơn 37 triệu lần ở trên mấy cái nền tảng truyền thông rồi. Đấy. Tại sao installment nó lại là một phần của một cái series? Đấy bởi vì nó có nhiều cụm lắm nhé. Khi mà chúng ta trả góp ấy, nó có thể gọi là paid in installment. Đấy, tức là trả thành từng phần. Đó. và đây installment tức là kiểu mình mình có một cái phần nhỏ của cả một cái tổng thể lớn thường nhé nó gọi là về những cái tập phim những tập phim đấy và đây tập phim mở đầu đúng không và alone trạng từ C2 thì tức là chỉ riêng cái tập phim đấy thôi đó nó đã được viewed nó đã được xem nhiều hơn 37 triệu lần à, ok tiếp theo này Ryan ông này này Ch Ui, ông này ông ấy analyzed recent data on TikTok users and found that ông ấy đã phân tích những cái dữ liệu gần đây trên TikTok người dùng TikTok và đã thấy rằng còn cái phần này này ý của nói đó là hơi khó ý. đây nhá ông Ryan ông Ryan trong cái tờ báo vắn tắt garbage day của ông ta mà tập trung vào những thứ gì xảy ra trên internet đấy ông ấy đã phân tích những cái dữ liệu gần đây Đấy, Tại sao Internet Focused Thì tức là kiểu tập trung vào Internet đâu, Tập trung vào những gì xảy ra ở trên Internet à, Còn Newsletter ấy, Tức là kiểu như nó không phải là cái Tờ báo hoàn chỉnh đâu Mà nó chỉ là những cái gọi là báo vắn tắt thôi Tin vắn Đó. Còn Garbage Day tức là cái ngày mà gì nhỉ Thôi tên của cái tờ báo Ông ta thấy rằng Ông ta tìm thấy rằng Despite the app's reputation as a platform For dancing minors mặc dù tiktok cái danh tiếng của tiktok là một cái nền tảng dành cho những người niên thiếu những người trẻ mà nhảy nhót it is increasingly a den of millennials càng ngày nó lại càng trở thành một cái uh, chỗ cư ngụ hoặc là cái chốn cư ngụ của những người trung niên mặc dù là cái TikTok là ban đầu cái reputation cái danh tiếng của nó này là một cái platform cái nền tảng dành cho dancing minors những người trẻ tuổi mà nhảy nhót rồi đấy. nhá đấy, increasingly thì nó bằng từ more and more càng ngày càng a den các bạn thấy này là người rơi sẽ có một cái den <laughs> tức là cái hang đó vậy thì nghĩa bóng của nó có thể hiểu là cái chỗ trú ngụ uh, millennials tức là những người kiểu như sinh năm uh, 80 cho đến uh, chín uh, 90 ấy. Đấy. Ở câu một cái nhóm tuổi mà nó được sinh ra giữa năm 81 với 96. <cười> <cười> Có thể giải thích cấu trúc ngữ pháp chuyển động thành động từ thành danh từ bằng cách thêm vấp in. Động từ thành danh từ. Ơ ờ không, khi mà em thêm cái vấp in để vào tự nó sẽ đóng vai trò là danh động từ mà cái gerund right. Từ từ, câu hỏi chính là một nhóm tuổi nhé đó hoặc kiểu một cái nhóm người có cùng những đặc điểm nhất định nó có thể là tuổi tác hoặc là cái thu nhập hay là tính cách gì đấy right. rồi mình là một millenni millennial này đó và tiếp theo I am one of them tôi là một trong những người như thế và chúng ta đang già đi ui rồi ôi già rồi nearly 40% gần 40% của những khán giả trên tiktok thì bây giờ Ờ... Uh nó đang là những cái gì nhỉ? Nó đang là từ từ 40% những người dùng trên TikTok này nó được tạo bởi những người tầm khoảng 30 cho đến 40 tuổi. 30 something đúng không? Vậy thì tức là kiểu như gần gần 30 tuổi hoặc là kiểu 30 cho đến 39. À, còn 40 something tức là 40 cho đến 49. còn made up thì thường á, nó dùng cái cấu trúc này để mà nói phần trăm. Ừ. A mà make up bao nhiêu phần trăm đúng không Tức là A góp phần bao nhiêu phần trăm Rồi and its content Is maturing for uh, No maturing to suit Our uh, obsessions too. Và những cái nội dung trên tiktok Thì bây giờ nó đang vươn mình Nó đang kiểu như lớn dần lên Để mà phù hợp với lại những cái sự ám ảnh Những cái sự uh, Thu hút của chúng ta đúng không Rồi mature tức là nó đang già đi vậy thì tức là cái nội dung đấy nó càng ngày nó càng được già hóa để mà suit tức là để phù hợp với lại obsessions những cái sự mà chúng ta ám ảnh về một cái thứ gì đó ví dụ kiểu middle life như mình em mình ám ảnh về cái gì nhỉ tiền uh, gia đình rồi là kiểu cuộc sống người trưởng thành đúng không thì đấy có thể coi như những cái obsessions của mình á. Rồi the story begins, cái câu chuyện nó bắt đầu vào tháng 3 năm 2020 khi mà Risa này, một người phụ nữ trong cái độ tuổi 30 của mình sống ở cái khu vực Atlanta Matches. Đây rồi, cái nội dung mà chúng ta hướng đến đúng không? Xem là cái câu chuyện đấy nó về cái gì ạ. Bà Risa by Matches with Legion. Bái làm sao? Được ghép cặp với lại Legion trên Facebook Dating and Hinge. À, trên cái nền tảng hẹn hò Facebook và ô thử chết cha Mình không nhắc đến được cái đấy đúng không bỏ, bỏ mẹ rồi Không được nhắc đến cái từ này chết Quên mất ạ Hinge thì đó là một cái sự Bản lề Đấy bản lề à, Vậy thì ý của nó là ghép đôi giữa hai cái cánh cửa lại với nhau Đúng không Vậy thì đấy ý của nó cũng là sự ghép đôi thôi Ông Legion thì rất là nhanh Dọn đến ở cùng với lại Bà Risa. Đấy, move in mà kiểu như dọn vào ở ấy. còn move out tức là dọn đi một cái timeline một cái dòng thời gian mà nó được xúc tiến nhanh hơn bởi cái sự lan tỏa của covid nào chúng ta có advance bước tiến đấy nó dùng ở đây tức là kiểu được xúc tiến đúng không được đẩy nhanh hơn bởi cái sự lan tỏa của covid à, spread và họ dành rất là nhiều uh đây 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 họ dành phần lớn cái giai đoạn đầu mối quan hệ của mình để 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 đi chạy thử những cái ô tô mà họ sẽ không bao giờ sở hữu được đấy và đi tham quan những cái ngôi nhà được giao bán mà họ sẽ không bao giờ ở đấy rồi ok hóa ra là như thế à rồi ok test driving cars có phải là họ đi thử xe đúng không đi thử rất nhiều những cái xe mà họ không bao giờ own tức là không bao giờ sở hữu tour mình đi tour tức là kiểu mình đi khám phá uh, touring xung quanh cái ngôi nhà đúng không mà không bao giờ occupy tức là không bao giờ chiếm được cái không gian trong ngôi nhà đấy ở trong đấy uh, is this about the series who the ftf did i marry sorry i'm new here yeah it's about it yeah uh, which is kind of like uh, the one that the hotel is talking about right Legions purported lies concern the bureaucratic management of a suburban lifestyle. Now, những cái lời nói dối được tuyên bố của Legion thì nó liên quan tới cái sự quản lý quan liêu của một cái lối sống uh, đô thị. À, có thể hiểu là như thế. Purported lies đúng không? Những cái lời nói dối mà kiểu như nó tự tuyên ra, nó tự tuyên bố ra, nhớ nhá, từ purport nó thường dùng theo cái cấu trúc như thế này này. Kiểu I don't purport myself to be cái gì gì đấy Tôi không dám tự nhận mình đâu Đó, I don't purport myself To be something Vậy thì đây có phải là nó tự tuyên bố đúng không? Nó tự, tự tuyên bố những cái lời nói rồi đấy Nào concern thì tức là Dính líu liên quan tới cái đằng sau rồi, Còn đây suburban lifestyle Tức là kiểu một cái câu chuyện ở uh, Spend time doing something em ơi Cấu trúc mà spend time doing something Suburban, suburban life, suburban lifestyle, cái phong cách sống mà nó liên quan suburban đúng không? Mình xem lại cái từ suburban này. Kiểu họ cũng chỉ là ngoại ô thôi á. Đấy hoặc là kiểu như những cái thứ gì. Đây 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 đây, đây. từ này hay hơn này. Đó là tầm thường. Right. Vậy thì tức là cái 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 tầng lớp của họ nó chỉ là trung thôi, đúng không? Chứ không phải là thượng lưu, nó chỉ là trung lưu hoặc là thậm chí là kiểu như nó thấp hơn một chút tầng lớp lao động thôi. Suburban lifestyle. Đấy, cái lối sống của những người lao động nhé, tầm thường. He shows her screenshots of savings account. Ông Legion đã cho bà ta nhìn thấy những cái bức ảnh chụp lại của những cái tài khoản ngân hàng tiết kiệm, đấy một cái um, bản copy của một cái của một cái hợp đồng chấp thuận trước về thế chấp nhà ở. nào, chúng ta sẽ có từ pre-approval, approve là chấp thuận, đồng tình. Và đây là kiểu được từ trước đúng không? Đã được đồng tình sẵn. Mortgage thì nó là cái thế chấp nhà nhé. Đó, cái hợp đồng thế chấp nhà. Rồi tiếp theo đó là memos of, uh, from human resources. Tức là những cái gấy, những cái giấy ghi nhớ, rồi là những cái giấy nốt để mà giữa những cái người làm việc trong một cái công ty với nhau ấy, họ gửi. Đấy, còn human resource đó là nhân lực. À, cái bộ phận phòng nhân lực. Ờ à, đó, rồi bộ phận phòng nhân lực nào tiếp theo này his lies have paperwork rồi những cái lời nói dối của ông legion thì có paperwork có chứng từ rồi là có giấy tờ đi kèm nhé đấy paperwork nó là như vậy kiểu các bạn đi đăng ký hồ sơ ấy thì bao giờ mình cũng sẽ phải điền vào những cái paperwork mình sẽ phải hoàn thiện cái paperwork của mình đó là một từ từ đó là một một ai đó luôn luôn in những cái giấy tờ đấy ra để mà kiểu chứng minh cho những cái lời nói dối của ông ấy. Đó, chính là ông ấy đi kiểu uh, tự biên tự diễn ấy, ông nó, nó nó có một cái từ như thế này, đó là kiểu doctor. Doctor. Đó, doctor tức là kiểu mình chỉnh sửa. Đấy mình chỉnh sửa giấy tờ ấy, xong rồi chỉnh sửa những cái con số ấy. Đấy nó có thể kiểu doctor the paperwork đúng không? Đấy, nó dùng ở dạng động từ hai phết, Hoặc là dùng từ forge. Forge tức là làm giả. Làm giả đấy còn doctor tức là nó chỉnh sửa nhé nó cũng có nghĩa là giả những cái dữ liệu luôn, đó nó làm giả đi để mà theo cái 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 ý định của mình và tiếp theo này ai đó luôn luôn có ở đó để mà in những cái thứ đấy ra và đúng cái lúc vừa cái lúc mà reaser bắt đầu nghi ngờ ông ấy nghi ngờ rằng legion đang lừa dối cô ấy đấy, và điều này nó là cái lúc mà cái câu chuyện nó thực sự là um, hướng đến hướng đến cái 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 nhóm tuổi trung niên của nó nào deceive tức là lừa gạt của ai đó nhá deceive còn suspect tức là nghi ngờ thôi này và đây là cái lúc này cái câu chuyện nó embrace embrace là một cái ôm rất là chặt á. nhưng mà ý của nó trong cái văn cảnh nghĩa bóng ẩn dụ nó có nghĩa là chào đón đấy chào đón cái aging demographic tức là cái nhóm tuổi mà nó đang trong quá trình già đi trung niên đó úi rồi, ông Legion thì ông ấy bất ngờ, không ngờ đến là ông ấy liệt giường. Ông ấy um, sidelined, ông ấy bị làm sao nhỉ? Ông bị hạn chế khả năng di chuyển, ông bị gạt ra ngoài bởi một cái chấn thương ở, ở đầu gối mà trước đây ông ta đã có. Ok, Bedridden có phải là kiểu mình cưỡi cái giường <laughs> cả cái thời gian đúng không? Ý của nó là liệt giường, Bedridden. Còn Unexpectedly tức là không ngờ đến được, không lường trước được sideline các bạn đã bao giờ chơi bóng đá chưa thì đã gọi là bị 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 truất quyền thi đấu ấy. tức là bị gạt ra khỏi cái sideline à sorry bị 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 cho vào cái đường biên đó cái sideline của nó chính là cái đường biên nha vậy thì ý của nó ấy, đó là bị gạt ra bên ngoài đó không có làm gì được đấy rồi nghĩa bóng của nó ẩn dụ là như thế sideline bởi một cái chấn thương ở đầu gối cũ hay không hãy nhớ đến cái từ sideline đó là đường biên của bóng đá nhé bóng đá đâu rồi hơn nốt một đoạn nữa thôi chứ còn muộn quá rồi đúng không xem xem là cái câu chuyện nó đến đâu này cũng giống như rất là nhiều người xem khác những người mà popped off in the comment sections những người mà kiểu xuất hiện trên trong cái 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 gọi cái, cái mục để mà đưa ra bình luận nhé tôi đã nhìn thấy cái series này là một cái lối thoát khỏi cái cuộc sống uh, ảm đạm đời thường trong nhà của tôi Domestic life Bởi vì đây là kiểu nội địa đúng không Ở trong nhà, cuộc sống ở trong nhà của tôi này Lắng nghe qua Headphones Đấy, Khi mà tôi gấp quần áo Và khi mà tôi uh, Dọn dẹp những cái đống Kiểu như là rác thải Xong rồi quần áo um, Con tôi đã gọi là Thải ra Đấy bởi vì là kiểu Cleaned up after my children Mấy đứa trẻ ấy Xong rồi nó Đi vệ sinh đúng không Xong rồi mình phải lau dọn các thứ còn folded laundry gấp quần áo rất là nhiều videos thì nó sâu sắc uh, nó bắt đầu cảm giác như thể là tôi đang theo dõi một cái phiên bản vô cùng là chân thực thật thà về một cái chương trình thực tế về bất động sản uh, ok chúng ta sẽ có Excruciatingly honest tức là thật thà một cách nhiều táo bạo rồi chưa? thật thà một cách nó nó, nó 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 kinh khủng không không thể nào mà nghĩ được rằng là nó như thế cái từ này theo những cái tầng ẩn dụ của nó thì tức là để mà nhấn mạnh Đấy, vô cùng rồi còn reality show chương trình thực tế về bất động sản này real uh, real estate rồi đó là một chương trình mà trong đó cái người mua tiềm năng nó được dẫn dắt qua rất là nhiều những cái nhịp à những cái bước những cái giai đoạn để mà từ từ những cái giai đoạn của quá trình có được nhà chỉ để rồi phát hiện ra rằng cái giao dịch đó nó là bên ngoài tầm với của cô ấy. Prospective buyer tức là cái người mua có tiềm năng này, có cái gọi là viễn cảnh phía đằng sau yeah, prospect nó là như thế. Và đây người mua tiềm năng này được led tức là được dẫn dắt đúng không? Qua the paces Pace đó là các cái nhịp ạ. đấy Vậy thì tức là kiểu như được uh, Cứ thế làm sao nhỉ? Uh, dẫn dắt thôi nói, nói chung là kiểu dẫn dắt thôi đúng không? Qua từng giai đoạn đấy, của cái quá trình Home acquisition Acquisition tức là cái sự đạt được một thứ gì đó Và đây là đạt được nhà đấy, Mua được nhà Only to đây là một cái từ nó thường đi với lại uh, Văn học Chỉ để rồi nhận ra rằng cái điều đấy nó là bên ngoài cái grasp, bên ngoài cái tầm với của cô ta. Hay không? Beyond her grasp. Ngoài tầm với. Reeser nói rằng Legion sẽ kể lại tất cả những cái phần của cái cuộc đi tìm kiếm nhà cho cô ấy. Narrate uh, narrate thì bình thường ấy nó có nghĩa là kiểu mình mình ngồi mình kể chuyện. Đó, ấy, mình kể lại xong rồi là mình tường thuật lại đúng rồi, tường thuật lại đấy và đây này, house hunt thì nó có những cái cuộc kiểu như bên nước ngoài nó gọi là kiểu apartment hunt hoặc là house hunt. Chúng ta trong công cuộc đi tìm kiếm nhà thôi thì nó gọi là house hunt, apartment hunt. Đấy, và khi mà chúng ta đi tìm nha nó có thể kiểu như em apartment hunting, right. Though so he spoke uh, of an all cash offer. Legion chỉ có nói về một cái thỏa thuận, một cái đề nghị mà nó hoàn toàn là tiền mặt thôi. Một cái cuộc thẩm tra nhà rồi là một cái cuộc thẩm tra nhà và một cái cuộc ký kết đã được lên kế hoạch close ở đây không phải là đóng lại đâu mà nó coi là kiểu đóng cái điều đó, á chốt cái điều lại Đấy, còn Scheduled dùng ở dạng ed tức là đã được lên lịch trình rõ ràng trước khi nó fell apart trước khi mà nó kiểu như vỡ vụn ra nó kiểu thất bại ở cái thời điểm cuối Đấy, còn Inevitably tức là um, một thứ gì mà nó chắc chắn sẽ có kết cục của nó trong tương lai Đấy, nó, nó gọi trong tiếng việt nó gọi là gì nhỉ tất yếu đồ oh, okay, tất yếu trước khi rồi cuối cùng tất yếu nó cũng sẽ thất bại ở cái thời điểm cuối ở những cái chương trình thực tế này thì nó đại diện cho những cái viễn cảnh không viễn cảnh không có thực viễn cảnh vô thực câu chuyện của research nó makes that uh, gọi là explicit đúng không? Tức là kiểu cái câu chuyện của bà này chỉ đơn thuần là nó khiến cho những cái viễn cảnh đấy nó rõ ràng hơn thôi. Fantasy mà đúng không? Tức là kiểu những cái mơ hồ, những cái thứ gì chúng ta tưởng tượng nhưng mà nó lại unreal, nó vô thực á. Explicit coi là một thứ gì nó được thể hiện ra bên ngoài, nó clear, nó rõ ràng. Thì đó là explicit. Đó. Báo này, nói những báo này 8 cộng mà, New York Times, mình đọc mình thấy kiểu đúng công nhận là nó xứng đáng tiền bỏ ra đấy, Nó mất tiền mà, ok Thôi nhá, rồi <laughs> đọc Mấy đoạn người nếu mà thấy nó hữu ích uh, Thì thả like giúp mình, đúng không? Xong rồi là share giúp mình cái like đấy Có câu hỏi thì cứ comment Hôm qua đang đọc báo này đến cái chỗ này Đấy, cái chỗ này Kể về ông chồng, ông ấy như thế nào Tiếp theo nào khi mà bà Risa bà ấy drifts along with legions unreliable narration of their shared life Khi mà bà Risa bà cứ thế bà ấy lái theo những cái sự tường thuật rất là thiếu tính tinh gọi là thì không đáng tin cậy của cái cuộc sống chia sẻ chung uh, của ông chồng thì bà ấy dần dần bà ấy xoáy sâu vào những cái chi tiết của những cái uh, sự hoang tưởng về cuộc sống hôn nhân gia đình của ông chồng Đấy. mình sẽ có từ drift along ấy bình thường nó là đóng cua đúng không hay là kiểu như mình bị ngả theo một cái vế nào đó một cái hướng nào đó nhưng mà trong văn cảnh này tức là ông bà bà researcher này này bà cứ thế bà ấy, uh, gọi là go with the flow để có thể hiểu đây là kiểu bà ấy go with the flow cứ thế đi theo dòng chảy nhá drift along nó là như thế narrate thì đó là tường thuật kiểu một người kể lại ấy, và đây là sự tường thuật này unreliable tức là không đáng tin, không thể nào rely được. Đấy. their shared life tức là cái cuộc sống được chia sẻ chung giữa hai người. drill là cái khoan nha và dần dần tức là kiểu bái xoắn sâu vào đúng không? Bái xoáy sâu vào. Là nó dùng ở dạng động từ drills into này. Specific uh, dùng ở dạng danh từ tức là những cái chi tiết, những cái chi tiết. Từ này rất là kinh khủng. Từ này nó có nghĩa là một cái sự hão huyền hoặc là một cái ảo ảnh. Thì đấy gọi là Mirage. Từ này C2 á, kiểu cao lắm. Nhưng mà đây là sự 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 ảo ảnh về uh, kiểu cuộc sống trong gia đình đúng không? Domestic thì đấy nó thường nói đến kiểu trong gia đình, nội địa các thứ. Rồi sorry mọi người, mình tắt cái này đã. Nào, tiếp theo, Reeser đã uh, ghi lại rất là nhiều những cái đoạn hội thoại này. À sorry, những cái đoạn độc thoại. Đấy, khi mà lái xe của ông chồng Đâu? Chúng ta sẽ có từ record. Và đây, her expensive monologues. À sorry, đấy là cái cuộc kiểu độc thoại mà nó rất là dài, đúng không? Của bà vợ ấy, của chính bà ta kể lại uh, cái câu chuyện đấy khi mà đang lái xe trong cái xe ô tô của bà ấy. Mono tức là kiểu như cái đơn vị một nhá. Thường là nói kiểu như chữ Latin ấy, đó là duy nhất. Và đây, monologue tức là độc thoại. Đấy, expand tức là mở rộng. Và đây, những cái cuộc... Hội thoại À sorry Những cái cuộc độc thoại Mà nó rất là rộng Rất là sâu Đúng không? Dài Kéo dài của bà ấy Nhưng mà Bà ấy có một cái trí nhớ Nó rất là tồi tệ Cho những cái sự thật uh, Trong câu chuyện đó Và những cái sự tường thuật Theo tập của bà ấy này Thì nó rất là Đầy đặn Với những cái chi tiết ấy, Rất là kiểu như Phong phú Với những cái chi tiết Recall đó là cái sự nhớ được một điều gì đó nhé Và đây là kiểu nó dùng ở dạng danh từ đúng không Tức là có một cái trí nhớ rất là tồi tệ À sorry không phải Terrific Terrific cơ mà Có, có nghĩa là một cái trí, tờ, trí nhớ rất là tốt Sorry Mình nhìn mình cứ thấy từ horrific uh, Horrific tức là một thứ gì kinh khủng Nhưng mà đây là terrific à, Tức là một trí nhớ rất là tốt này Cho những cái facts, những cái sự thật Installment thì khi mà mình trả góp Một thứ gì đó hay là theo thành từng phần Từng phần một thì rất là in, In installment à, Thì đây là theo những cái tập truyện Những cái video, những cái phần truyện của bà ta Lush, tức là cây cối mà nó tươi tốt Nó um tùm Nó nghĩa bóng ẩn dụ của nó Tức là cái đấy nó phong phú Rồi, những cái tập truyện này nó rất là phong phú Với những cái details, những cái chi tiết nhá uh, One of the charms of her story Một trong những cái điều quấn hút của câu chuyện Đó là cái destiny à, Sorry, cái density Of brand names Cái sự cô đặc cái sự dày đặc của những cái thương hiệu um, nhãn hàng Đó, Cái charm tức là cái sự quấn hút, lôi quấn Đấy, Và density, một thứ gì dense tức là nó có mật độ cao Và đây là cái gọi là cái mật độ đúng không? Cái tỷ lệ xuất hiện nhiều của những cái tên nhãn hàng Risa không có nói với chúng tôi rằng là bà ấy và, Re và Legion Picked out furniture for their non-existent house Bà Risa thì bà ấy không nói với chúng tôi Chúng, chúng chúng tôi rằng bà ấy và ông chồng của bà ấy Thì chọn nội thất Cho cái ngôi nhà mà thực tế là nó không tồn tại Đấy, mà thay vào đó là bà ấy nói với chúng chúng ta là Họ đã lựa chọn nội thất ở rooms to go À, rồi tức là bà ấy không chỉ đơn thuần là nói về những thứ gì mà Mà nó vô hình chung đâu Mà bà ấy cụ thể ra là bà ấy bảo rằng là đi mua đội đồ nội thất ở Rooms to Go. Có em ơi, đọc nốt cái bài báo tối hôm qua sau đó rồi là mình sẽ chuyển sang Harry Potter như bình thường. Chứ đọc mấy cái này nó hơi khó quá. Đấy, hơi khó để mà kiểu dịch cho mọi người thôi. Đấy, thì đây, đặt tiếp theo là đi mua nội thất ở cái Ashley Furniture này và American Signature for their non-existent house. Đấy, bài nói cụ thể ra là tên nhãn hàng là gì? They put holes on appliances. Họ đã hoãn lại cái việc mua sắm những cái đồ trong bếp, à, à, sorry không phải họ put hold on tức là kiểu họ đặt trước những cái đồ uh, dùng ở trong bếp tại Home Depot và Lowe's, cái này thì nó có nhiều nghĩa lắm đấy, put hold on something ấy nó có thể là kiểu hoãn lại, đó, hoãn lại một thứ gì đó, nhưng mà trong văn cảnh này thì không thể nào mà hoãn được, có thể hiểu là các các cái cặp vợ chồng đấy đúng không? đặt trước đồ nhé, đặt trước đồ bảo rằng là a à, hold it for me đúng không? Giữ lại cho tôi cái đồ này. đấy right. Rồi put hold on something. Rồi, đặt trước, giữ lại nhá, yeah. kiểu reserve cái đấy cho mình á. Rồi they ate họ ăn này ở Red Lobster, tức là ăn ở cái cửa hàng tôm hùm đỏ và cái Cheesecake Factory, những cái tiệm bánh bán uh, bánh phô mai. They test drive ý của nó là kiểu thử nghiệm lái xe, nó chia trong quá khứ đúng không? Test drove BMW này, Audi này đi thử rất là nhiều các loại xe khác nhau. Báo uh, New York Times em ơi. Ừ. Ok, cái uh, về cái bài viết cái 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 bài uh, bà béo gần đây ấy, đúng không? Bà kể chuyện đó. Nào kể cả khi này, Reser bắt đầu nghi ngờ cái sự hào phóng của Legion. Uhm, cái từ này đúng kiểu C2 luôn nhá. Bình thường các bạn sẽ sử dụng là generosity đúng không? Nhưng mà largest này này Nó là một cái từ nó gọi là sự sẵn sàng Bỏ tiền chi trả cho một thứ gì đó Đấy, Sẵn sàng cho người khác ấy Largest Bà ta tạm thời Theo một cái gọi là một cái trạng thái Tạm thời cảm thấy rất Rất là hưng phấn Xong rồi là lâng lâng Bởi những cái um, Lần gặp mặt với Những uh, từ từ bởi những cái 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 encounter tức là những cái lần chạm chán hoặc là gặp mặt đấy với những cái thỏa thuận mua bán liên quan đến tiêu dùng. Ừ. Thì chúng ta sẽ có nào boil. Uh, boil tức là một thứ gì nó có thể nổi được trên mặt nước. Đấy và nếu nó đi với lại bà ấy bị boiled tức là kiểu bà ấy bị 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 làm sao nhỉ? Cái tinh thần của bà ta kiểu như là được nâng cao đúng không? Được được gia tăng ấy. bà ấy cảm thấy rất là hưng phấn sôi nổi. Đấy, vui vẻ. Bởi những cái encounters tức là những cái cuộc gặp mặt chạm chán với consumer purchases đúng không? Những là những cái um, thỏa thuận mua bán liên quan đồ tiêu dùng. Đó. She tells us now about paging through images này. Bài đã nói với chúng ta về cái việc là cứ thế xem qua những cái hình ảnh của những ngôi nhà trên cái trang web realtor.com. Đấy. Cái từ page là trang giấy nhưng mà dùng ở dạng động từ tức là cứ thế lật qua lật kiểu đi qua từng trang đúng không lật lật qua từng trang về những cái ngôi nhà trên cái trang này bất động sản.com này chính ra ấy, cái từ realtor tức là người môi giới đấy, môi giới.com đúng không và tiếp theo zillow.com một cái website nữa này tôi có thể nhìn thấy bản thân mình đã sống đang sống ở trong những ngôi nhà đó có thể tưởng tượng được cái điều đấy I could see myself living there she says of one place Bà ấy nó nói về một cái nơi trốn như thế. Tôi có thể nhìn thấy bản thân mình đang nấu nướng ở cái nơi đấy. She hunts online for BMW with exact specifications. Bà ta đã truy lùng trên mạng một cái xe BMW với những cái chi tiết được đặt trước chính xác theo yêu cầu của bà ấy. Vậy, right. từ hunt, nó là đi săn đúng không? Nhưng mà ở đây tức là truy lùng cái món đồ đó trên mạng. Right. Specifications, đó là những cái thứ nó được chế tác hay là nó được điều chỉnh theo yêu cầu của ai đó đấy theo cái lựa chọn cái uh, sở thích của người đấy. đấy specifications và đó là một cái 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 xe BMW uh, màu xanh thẫm X5 đấy với một cái cognac uh, interior tức là một cái đồ nội thất một cái phần nội thất bên trong nó là cognac tức là từ này mình không biết nữa chắc là kiểu như chất liệu gì gì đó ấy không phải rượu mà nó nên nó nên là cái màu sắc ạ. À. Ờ, nói chung là kiểu một cái chất liệu gì đó của bên Pháp nhá. Là interior tức là nội thất rồi. rồi. Và một buổi chiều này, Legion tells her that a new Audi will be delivered to her home. Một buổi chiều Legion nói bà ta rằng là một cái Audi mới sẽ được đưa đến, được giao đến trong tới nhà của bà ấy giữa 1 cho đến 3 giờ chiều. Nhưng mà cái xe thì nó không có show, nó không có xuất hiện. Nó không có xuất hiện à, Ejoy em ơi, đây là cái app Ejoy em ơi Bà ta này thì luôn luôn sống trong cái window này Trong cái ảo mộng này Cái ảo tưởng này với hay đúng không, nó dùng từ window khá là hay Cửa sổ yeah, She's always living in this window Luôn luôn trong một cái gọi là cái trạng thái Một cái sự bó buộc Một cái ảo mộng đó Chờ đợi Cái lối sống mà đã được hứa từ trước Bởi người chồng của bà ấy Để mà cuối cùng nó xuất hiện đây này, này cái promised lifestyle Cái lối sống đã được hứa trước đó Đó yeah. rồi tiếp theo mình đọc nốt cái này thôi xong ấy quay lại Harry Potter nhé Mọi người thấy nó đọc khó hơn hẳn đúng không? Eventually này cái câu chuyện của bà Risa thì nó đi đến một cái hướng Đi đến một cái kết luận Uneasy Tức là kiểu một cái kết luận mà nó Uneasy Một kết luận mà kiểu khiến người ta có thể cảm thấy nó hơi bị lăn tăn ấy, lợn cợn ở trong lòng rồi chúng ta nên biết là cái từ đầu tiên ấy ăn easy ở đây các bạn sẽ dễ dàng là dịch ra là không dễ dàng đúng không nhưng mà khi mà chúng ta cảm thấy một thứ gì nó ăn easy nó có bất dứt nó khiến mình bất dứt nó liến nó khiến mình kiểu lăn tăn ở trong lòng ấy không thể nào mà kiểu ngồi yên được thì đấy gọi là ăn đấy conclusion đúng không một cái kết luận mà khiến cho người xem bất dứt còn vi ở đây ấy vi tức là uh, vỉa <laughs> vỉa ờ, tức là kiểu như các bạn đá sang một hướng nào đó, nhá đang đi thẳng đúng không? tự nhiên vỉa sang trái thì đấy nó là vỉa thôi, dễ hướng sang một cái kết luận mà nó rất là bất rứt. khi mà cuối cùng bà ta cũng đối mặt với lại legion và đã tống khứ ông ta ra khỏi nhà của bà ấy, confront một ai đó nhá, tức là kiểu mình đối chất với người ta, đúng không? mình kiểu ba mặt một lời, confront, right. bà ấy nói rằng he moves into his car bài nói rằng là ông ta sau khi mà bị đuổi ra khỏi nhà bị kicked out thì đã uh, chuyển gọi là kiểu sống ở trong xe ô tô của ông ấy và khi mà ông ta returns to the house này để mà claim some of his things ông ta quay trở về nhà để mà giành lại một số những cái đồ đạc của ông ấy claim tức là kiểu mình tuyên bố đúng không nhưng mà khi mà mình đoạt một cái thứ gì đó mình cũng dùng từ claim nhé claim something đoạt được thứ đấy có được thứ đấy hoặc là kiểu đòi hỏi những thứ đấy ông ta đã bị bắt uh, bởi vì một cái lệnh cấm từ từ bởi vì một cái lệnh cấm mà 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 đa, đang được treo trước đó nhá một cái lệnh cấm đang được treo trước đó đang được kiểu như trong quá trình thi hành trước đó nhưng mà nó chưa có kết thúc ấy rồi mình sẽ có này arrested tức là bị bắt outstanding các bạn sẽ nghĩ rằng là, là một thứ gì mà nó tuyệt vời đúng không nhưng mà một cái khoản nợ hay là một cái lệnh mà nó vẫn còn outstanding ấy tức là nó vẫn còn đang trong cái thời gian thi hành đấy nó đã nó vẫn đang còn available nha nó vẫn đang còn hiện hữu outstanding ở đây là như thế yeah. ờ, cái warrant thì đó là lệnh khám xét nhưng mà trong cái văn cảnh này mình đang muốn tập trung vào từ outstanding từ này nó kinh khủng hơn nha yeah. Đây này, bình thường ý nghĩa của nó là một thứ gì nó excellent Nhưng mà đây, nó dùng ở dạng C2 thì tức là not yet done Vẫn chưa xong, chưa kết thúc, đúng không? Vẫn đang trong cái quá trình thụ lý của nó Đặc biệt khi mà nó đi với những cái khoản nợ này Hoặc là những cái lệnh, những cái cơ chế Rồi tiếp theo, ông ấy bị bắt nhá Và his car is repossessed Và cái xe của ông ấy thì kiểu như là được tịch thu trở lại, đúng không? possess là sở hữu nhưng mà repossess chắc là kiểu như ngân hàng hay là các cái cơ quan ấy nó thu lại. Đấy nó thu lại. Rồi. Người đàn ông người đàn ông này, người mà đã promised her the world is left with nothing. À, người đàn ông mà đã hứa với bà ta cả thế giới thì nó bị trong một cái trạng thái là không còn gì cả. Đấy and soon và không lâu sau đó ông ta đã bị vạch mặt ở khắp mọi nơi. exposed tức là kiểu bị phơi trần. À, bị 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 phơi nhiễm với một thứ gì đó nhưng mà nghĩa ẩn dụ thì tức là bị vạch mặt đó. rồi as the series unfolded này internet sleuths raised to uncover legion's true identity khi mà cái những cái tập truyện đấy đó cái nội gọi là cái cái series về 50 cái video đó nó unfold nó gỡ ra và kiểu như nó mở ra với toàn bộ kiểu như trên mạng internet và những cái thông tin của nó ấy thì những thám tử ở trên mạng này đã vội vàng để từ từ đã vội vàng đã vội vàng để mà tìm ra cái thân phận thực sự của legion nó dùng từ kinh khủng lắm các bạn à, phải 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 nói là dùng từ rất là cao ấy toàn theo những cái ý nghĩa ẩn dụ thôi fold gấp lại ăn fold tức là dở ra và một thứ gì nó ăn phâu tức là nó được phơi bày đó nó được phơi bày trên uh, gọi là công chúng giữa công chúng xong rồi là một thứ gì kiểu như nó nó nói đến cái sự kiện của nó ấy. đấy ăn phâu là như thế nhé ví dụ cái tương lai nó ăn phâu như thế nào thì tức là rồi tương lai sau này nó như thế nào thôi Đấy, con từ sleuth này này thường nó nói đến kiểu như những người đi tìm kiếm uh, thông tin đấy hoặc là thám tử thì đây là những cái thám tử mạng đúng không Race tức là người ta vội vàng người ta chạy đua với nhau để mà uncover tìm ra cái thân phận thực sự của Legion. A few days ago một vài ngày trước thì Reaser đã đăng một cái cập nhật uh, để mà phát ra để mà để mà tuyên bố một số những cái sự làm rõ thông tin rằng em trai của Legion đã yêu cầu bà ta phải nhắc lại cho cái cộng đồng khán giả rất là lớn ở thời điểm hiện tại của bà ấy. Từ khó, issue một thứ gì đó tức là phát ra ban hành thứ đấy. Clarifications đúng không? Những cái sự làm rõ. Đấy. Bởi vì gọi là clarify cái thông tin tức là kiểu mình khiến cho nó phải rõ ràng á. Đấy. Rồi request yêu cầu cái người em trai của Legion này đã yêu cầu bà ta relay. Relay tức là đặt lại, kể lại. Những cái việc đấy đúng không Với lại cái audience của bà ta này Legion thì được uh, Chuẩn đoán Ở thời điểm Từ từ đã được chuẩn đoán Ở cái giai đoạn uh, trẻ thơ của ông ấy Tuổi thơ của ông ấy Với cái chứng đó là Rối loạn nhân cách này Và sau đó thì là cái chứng này uh, Diagnosed Tức là được chuẩn đoán đúng không Trong cái tuổi thơ in childhood Phải người em trai đang nói với bà ta với bipolar cái này ấy, nó gọi là kiểu như rối loạn phân cực bởi vì pi à, sorry bởi vì bi tức là nói về cái số nhị phân là hai còn polar uh, cái pole á, cái pole là cái cực hoặc là cái cột đúng không vậy thì đó cực bắc cực nam á. và đây ý của nó là bị phân cực này rối loạn phân cực à, tức là kiểu như mình đang vui thậm chí tí nữa mình có thể kiểu trở thành cái trạng thái rất là giận dữ rồi compressed into its bare plot point uh, khó đọc nhỉ công nhận là kiểu khó dịch thôi chứ còn đọc thì có thể hiểu luôn được á uh. ừ. compressed được làm sao nhỉ được uh, được bo gọn lại này được cô đặc vào trong những cái điểm chính về cốt truyện được phơi bày thì cái câu chuyện của Reese là một cái Uh, một cái giai thoại rất là đáng buồn về mental illness đúng không về những cái chứng chứng bệnh liên quan đến tinh thần này rồi là về homelessness tức là sự vô gia cư sự vào tù ra tội này và cái um, cái gì à chủ trương vốn tiêu dùng của nước mỹ <laughs> mình chỉ có dịch kiểu đại khái như thế thôi đầu tiên đấy đó là compressed uh, compressed từ từ compress nghĩa tiếng Việt của nó có thể là kiểu coi như là bị nén nhé bị bị đây này bị nén lại thì vừa nãy mình dịch là cô đặc đúng không vào trong những cái plot points tức là những cái điểm về cốt truyện đấy nhưng mà nó dùng từ bear bear tức là một thứ gì nó bị trần trụi ra nó kiểu không có sự che đậy đấy được cô đặc vào trong những cái điểm cốt truyện như thế thì đây là một cái anecdote tức là một cái cái gì nhỉ giai thoại mình vừa dịch ra đó là giai thoại Giai thoại Mà nó lại rất là đáng Để mà kiểu thất vọng đúng không Về những cái chứng bệnh tinh thần này Rồi là homelessness Thì đó là kiểu sự vô gia cư Incarcerate tức là bỏ tù một ai đó Thì đây tức là imprisonment à, Còn capitalism thì vừa nãy mình dịch là cái gì Nó gọi là chủ trương liên quan đến tư bản Đúng rồi chủ nghĩa tư bản Tức là nó chỉ tập trung vào cái capital thôi Chỉ tập trung vào vốn Chỉ tập trung vào tiền thôi ấy. Lấy tiền là cái thước đo hàng đầu rồi nhưng mà được kéo dài thành 50 phần này thì nó dễ dàng để được seduced. Ui dồi, ôi, nó được dễ dàng tức là cái 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 series đó thì dễ dàng seduced, seduced là quyến rũ ấy. À, hiểu rồi. Đây, được kéo dài thành 50 phần thì người ta sẽ dễ dàng bị quyến rũ bởi cái những cái chi tiết mà nó đầy tính hoang tưởng được dơ ra phía đằng trước của cái câu chuyện đấy, đó, được phơi bày, được trưng ra của cái câu chuyện đó, it's easy to be seduced dễ dàng bị lôi cuốn, bị quyến rũ nhá bởi cái fantasy details, đó, tức là những cái chi tiết mà nó kiểu đầy tính hoang tưởng, đầy tính tưởng tượng trong cái um, cái câu chuyện này. Còn front loaded, rồi front loaded thì mình có thể hiểu đơn giản tức là nó được load lên đằng trước, tức là nó được đem lên phía trên cùng, đúng không? Nó kiểu như không có che đậy gì cả, nó trần trụi, nó vạch trần, nó đưa thẳng lên đầu luôn. Đấy, front loaded. Rồi tiếp theo này. Uh, in the accounts of những cái sự tường thuật của câu chuyện này về những cái phiên bản xe SUV và kitchen islands cái model chắc chắn là kiểu các cái phiên bản rồi đúng không các cái gọi là mẫu ấy, mẫu SUV tức là các cái mẫu xe thể thao ấy ví dụ BMW, Audi là những cái SUV đấy nhưng mà Kitchen Islands tức là thế nào mình nhá trận đoán có thể đoán trong văn cảnh này nhá thì một cái ngôi nhà nó khi mà được thiết kế kiểu cao cấp ấy, đúng không thì nó sẽ có một cái quầy riêng, cái bội bếp riêng vậy thì đây có thể hiểu là cái khu vực bếp ở trong những ngôi nhà sang trọng kitchen islands right, có thể hiểu là như vậy rồi và tất tần tật những cái chi tiết đó nó được đan xen lại với nhau trở thành một cái câu chuyện cổ tích về tiêu dùng rất là ấn tượng đấy. rồi nó knit together tức là nó đan xen này nó đan len ấy, lại với nhau nó dùng ở nghĩa ẩn dụ đúng không tức là đan lại với nhau trở thành một cái fairy tale, một cái câu chuyện uh, cổ tích nhưng mà lại consumer Đấy, câu chuyện cổ tích liên quan đến thói quen tiêu dùng liên quan đến kiểu mua sắm xong rồi tiền đúng không? Epic tức là miêu tả một thứ gì mà nó rất là ấn tượng này nó khiến cho chúng ta phải kiểu như wow, trầm trồ. Để rồi cuối cùng thì những người quản lý mạng xã hội cho một chuỗi những cái thương hiệu đó là Hilton này, Delta này, BMW thì thì đã đến đã xuất hiện ở cái uh, mục comment trong các cái bài đăng của bà Risa. Đấy. Thì đây chúng ta sẽ có cái từ in the end đấy, tức là sau cùng, để rồi cuối cùng, còn at the end tức là tại thời điểm cuối cùng. Nó khác nhau, đây là nó đến quá trình đúng không? Succession đó, thì đó là kiểu một chuỗi những thứ gì mà nó kéo dài liên tiếp, nó diễn ra liên tiếp. Đấy, các cái nhãn hàng thì đã xuất hiện trong các cái dòng comment của uh, các cái video của bà Risa. Creating buzz for their companies. Tạo ra những cái sự thu hút cho công ty của họ bằng cái việc ngụ ý rằng họ có thể sẽ vận chuyển đến cho bà ấy một cái phần thưởng. À, kinh à. đó Tức là kiểu bây giờ ấy, không mua được xe thì bây giờ các cái nhãn hàng trực tiếp sẽ tặng xe bà ấy. Buzz Buzz tức là cái con ong nó bay đúng không Vò vẽ các thứ bzz, bzz, Và nghĩa ẩn dụ của nó ấy. Có nghĩa là những cái Lao sao uh, Những cái uh, Những cái sự chú ý Đồn thổi kiểu người ta phải nói chuyện À đây này đúng không Một cái thứ gì đó nó đang thu hút sự chú ý của công chúng Thì đấy nó gọi là buzz Nha yeah, buzz Rồi tạo ra cái attention Tạo ra cái buzz ừ. Giả sử nhá một nơi mà nó đang là cái tâm điểm ấy. thì tức là nó đang nó đang nó đang có rất là nhiều buzz there's a lot of buzz about that place yeah, a lot of buzz right, about that place đây các bạn có thể dùng cái câu này cho nó đơn giản nhá có rất là nhiều buzz đó, sự đồn thổi kiểu người ta quan tâm công chúng đúng không về cái nơi đó còn hint manh mối dùng ở dạng động từ tức là ngụ ý ám chỉ rằng và vào thứ năm thì bà researcher đã đăng một cái video khác uh, kéo dài cái giai thoại câu chuyện huyền thoại của bà ấy bà ấy vẫn đang chờ đợi cái BMW đó để mà xuất hiện à, tức là bà ấy ngụ ý thôi đúng không tức là tôi đang chờ cái BMW đấy cái xe nhá tức là kiểu như một cái biên niên sử hoặc là kiểu cái câu chuyện mà nó thần thánh nó kể lại ấy. và đây ý nghĩa ẩn dụ của nó tức là cái câu chuyện uh, fairy tale của bà ấy, đúng không? Cái câu chuyện kiểu cổ tích của bà ấy Extend một thứ gì đó, tức là kéo dài từ đấy Đó, đọc khó Để, Đảo bếp <laughs> Thực tế đảo bếp mình cũng không biết là cái gì Cái này chắc là liên quan đến những cái đồ về um, đợi, nội thất trong nhà ấy, đúng không? Đây, đây, đây Đảo bếp nó gọi là những thứ này nha tức là những nhà mà nó xịn sò ấy nó có riêng một cái quầy rồi đấy